Tin từ Kenya, hàng triệu người trên khắp khu vực tại Sahara Phi Châu phải phụ thuộc vào gia súc để sinh sống. Nhưng bệnh sốt East Coast luôn hiện diện thường trực, đe dọa giết chết cả đàn gia súc và các cộng đồng phụ thuộc vào chúng. Bệnh sốt East Coast do ký sinh trùng gây ra. Khi nhiễm bệnh, bò nhanh chóng súc cân, lỡ loét và cuối cùng là chết. Nhờ một phần hỗ trợ từ quỹ Bill and Melinda Gates, các khoa học gia đang nghiên cứu một loại vaccine mới. Liệu pháp hiện tại đã cứu hàng ngàn con bò sau khi áp dụng cách đây 2 năm. Ông Vishnan, giám đốc Viện Nghiên cứu Gia súc Quốc tế cho hay, vaccine này được sản xuất từ bò nhiễm bệnh sống nên rất khó sản xuất. Nó cần xử lý kháng sinh rất đắt đỏ và phải mất đến 18 tháng mới sản xuất được một mẻ vaccine. Ngoài ra, nó cần trang bị tinh vi nên phải cần đến các bác sĩ thú y dày dặn kinh nghiệm. Viện nghiên cứu của ông Ninh đã lập ra một nhóm các khoa học gia quốc tế để nghiên cứu một giải pháp thay thế. Một phần của nhóm khoa học gia này là nhóm của giáo sư George Verland thuộc trường Đại học Thú y Hoàng gia Anh. Ông cho biết, tại trường đại học thú y, nhóm của ông đã tạo ra được một số giá thể vắc xin, có nghĩa là có thể tạo ra một số kháng nguyên cụ thể của căn bệnh đang nghiên cứu. Những giá thể này có thể tạo ra miễn dịch cụ thể để chống lại căn bệnh mà vật chủ đang phải đối phó. Bà Enslasoi Moyai ở Kenya cho hay, gia súc của bà hưởng lợi từ biện pháp trị liệu này, nhưng bà hy vọng vắc ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn sẽ giúp bà yên tâm hơn. Ông Worland hy vọng loại vaccine này sẽ có mặt trên thị trường nội trong 4 năm tới.